Vừa qua tại Câu lạc bộ Văn hóa Thể thao Nguyễn Du quận 1 đã diễn ra cuộc thi chó đẹp hàng đầu Việt Nam, Việt Nam Dog Show 2022 do Hiệp hội Những người nuôi chó giống Việt Nam tổ chức. Cuộc thi năm nay quy tụ hàng trăm chú chó thuộc 60 giống chó từ nhiều quốc gia trên thế giới và các giống chó bản địa Việt Nam tham gia tranh tài. Tại đây, những chú chó đã trải qua các phần thi đặc sắc để giành các chứng nhận mang đẳng cấp quốc tế. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử Dog Show Việt Nam, một chú chó Phú Quốc thắng đến 6 giải Best in Show. Việt Nam Dog Show 2022 không chỉ là sân chơi để các chú chó trình diễn tài năng và chinh phục các giải thưởng, mà còn là dịp để cộng đồng những người nuôi chó gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với nhau, qua đó giới thiệu và quảng bá các giống chó bản địa Việt Nam đến đông đảo công chúng, xây dựng một sân chơi chuyên nghiệp cho những người nuôi chó.